Sau một năm ra mắt, kênh YouTube của Jack lập thành tích khủng thế nào? Mới đây, kênh YouTube của Jack đạt 5,23 triệu lượt theo dõi chỉ sau một năm thành lập. Đây là một kỷ lục khó ca sĩ nào ở Việt Nam theo đuổi kịp. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2020, kênh YouTube của Jack được chính thức thành lập sau khi tách ra khỏi công ty KICM để hoạt động solo. Ngay sau khi thành lập kênh YouTube chỉ vài tiếng, Jack đã nhận được nút bạc khi có đến hơn 100.000 người đăng ký theo dõi. Và sau một năm ra mắt thì con số này tăng đột biến. Cụ thể, kênh YouTube của Jack đạt nút vàng YouTube với hơn 1 triệu lượt đăng ký theo dõi chỉ sau một tuần ra mắt. Và hiện tại, con số này đã tăng đến 5,23 triệu lượt theo dõi chỉ sau một năm ra mắt. Ngoài ra, Jack cũng là nghệ sĩ vào top 31 trong bảng xếp hạng những kênh YouTube có số lượng người đăng ký nhanh nhất và toàn cầu. Và là ca sĩ duy nhất đứng hạng 25 trong bảng xếp hạng những nhà sáng tạo nội dung YouTube Việt Nam. Hiện tại, nam ca sĩ có một số MV đạt lượt xem khủng, trong đó phải kể đến là Một Thằng Con Trai 150 triệu view, Qua Hải Đường 150 triệu view, Đom Đóm 76 triệu view. Tổng số lượt view trên toàn kênh của Jack hiện tại hơn 461 triệu view. Đây là thành tích khủng của một ca sĩ trẻ như Jack. Đặc biệt trong năm qua, Jack cũng là ca sĩ đã oanh tạc các giải thưởng trong và ngoài nước như Mai Vàng Jin Music Award, video âm nhạc hay nhất tại giải ITA, nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV EMA 2020, v.v. Fan không thích producer bài Đom Đóm cứ gợi chuyện về Jack sau khi ra sản phẩm mới, không mong tiếp tục hợp tác vì thấy không hợp. Mới đây, nam ca sĩ nhạc sĩ Khải Đăng đã có chia sẻ về quá trình làm việc với Jack khi thu âm ca khúc Đom Đóm. Fan Jack đã có gây nhiều phản ứng trái chiều. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ nhạc sĩ Khải Đăng đã chia sẻ về cơ duyên và quá trình làm việc cùng Jack trong ca khúc Đom Đóm. Nếu bạn chưa biết thì Khải Đăng chính là người đảm nhiệm khâu mix master cũng như thu âm cho ca khúc Đom Đóm, sản phẩm âm nhạc mới nhất của Jack. Chia sẻ về cơ duyên làm việc cùng Jack, theo tờ báo kênh 14.vn, Khải Đăng cho biết là một trận đá banh khác. Vô tình hôm đó, Khải Đăng cùng với đội đá bóng một trận giao hữu với đội của Jack. Hôm đó thì mới gặp mặt và đá chung với nhau thôi, thì tối đó về cả hai mới nói chuyện với nhau. Vì một lý do nào đó, Jack nhìn trên thông tin của Đăng thấy có đề dòng học ở trường Berkeley về sao engineer, kỹ sư âm thanh. Jack hỏi tôi học trường đó, tôi trả lời đúng thế, là cả hai dần dần ra nhà nhau chơi, tâm sự và bàn luận về những bài hát mới của Jack. Ok vì lúc đó đã. Khải Đăng cũng cho biết anh và Jack khá thân thiết khi anh nhiều lần lấy xe chở Jack sang nhà để thu âm vào giờ khắc ghi. Nói kỹ hơn về quá trình làm việc của Jack, Khải Đăng cho biết hai anh em làm việc khá uy tín và ăn ý với nhau. Tuy nhiên, có nhiều lúc tranh cãi gay gắt, xung đột quan điểm và cả hai đều chiến đến cùng để bảo vệ quan điểm của mình. Thậm chí đến mức suýt nữa không làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, sau khi nói, những đã tìm được cách cân bằng ý muốn của cả hai. Cả hai chắc chắn có xảy ra tranh cãi vì mọi người thấy Jack là một người rất là giỏi. Khi đến phòng thu thì mỗi người có cách tính riêng. Tôi tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, có một số vấn đề về chuyên môn tôi cần phải xử để khi sản phẩm được chỉnh chu như mong muốn. Vẫn đón nhận ý kiến từ hai phía, Đăng và Jack làm việc chung càng nhiều thì có cãi nhau rất nhiều. Ông thấy như thế này, tôi thấy như thế nọ, thậm chí có lần bảo không tin thì đi chỗ khác làm đi, kiểu tôi rất tự ái. Nhưng mà Jack rất dễ thương và hòa đồng nên tôi không giữ được. Nói chung là những ý kiến đó vốn chỉ để tốt cho ca khúc của Jack thôi. Tuy nhiên, may là do tôi và Jack cũng khá hợp nên ý kiến không quá khác biệt nhau. Ở phía dưới bình luận, bên cạnh những người khen ngợi thường thấy, không ít fan Jack cũng không đồng tình với Hải Đăng và Đăng đặt lên bàn cân so sánh hai bản thu Qua Hải Đường thực hiện với DTIP và Đom Đóm. Nhiều người cho rằng Qua Hải Đường được tiêm DTIP trao chút kỹ lưỡng hơn vì đảm nhiệm tất cả khâu sản xuất cho đến thu âm, trong khi Đom Đóm do Virus sản xuất và được thu âm mix master bởi Khải Đăng, tạo nên sự thiếu thống nhất. Bên cạnh đó,
Một số fan Jack cũng để ý chuyện khả năng nhắc đi nhắc lại chuyện làm việc cùng Jack quá nhiều, đặc biệt trong lúc anh cũng đang ra mắt sản phẩm mới.